Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ, mình xin chào mảnh ghép yêu thương. Mình xin chào cộng đồng mạng. Tên là Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1966, là ở ngoài, còn trong giấy chứng minh của mình là sinh năm 69. Lê Thị Thu Hà, dạ. Sinh năm 1969, 69 là năm nay 55 tuổi. Dạ. Rồi chị Hà, chị có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Dạ cho. Mọi khiếu nại của gia đình chị cũng như bản thân chị sau này yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được. Dạ, mình đồng ý. Chị Hà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình. Dạ. Chị Hà đến từ đâu? Dạ, mình đến từ Tây Ninh, ở Biên, thành phố Tây Ninh. Ở gì? An Biên hả? Huyện Tân Biên. Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Dạ. Rồi, hiện nay tình trạng hôn nhân gia đình chị Hà ra sao? Dạ, chồng mình mất nay 9 năm rồi. Nếu mà tính 2014 này nữa là 10 năm rồi. Ảnh mất 10 năm rồi ha. Dạ. Anh chị được bao nhiêu người con? Dạ, mình có một đứa con trai à, mà con có gia đình rồi. Dạ. 10 năm nay chị Hà có quen được anh nào khác bên ngoài nữa không? Dạ không. Đi lớn lên thì có chồng. Từ khi mình buôn bán, mình đi buôn bán hết à. Dạ. Bây giờ là mình đi sống theo bốn bức tường với em bé không? Dạ. Hiện nay chị Hà kinh doanh công việc gì ở Tây Ninh? Dạ, mình không có kinh doanh buôn bán gì, mình đi giữ em bé sơ sinh rồi nuôi em bé cho tới chừng nào mà. Có nghĩa là mình nuôi các em bé cho họ gửi cho mình đó ha. Dạ không có, mình đi như mình đi giúp việc gia đình người ta vậy đó, mà điều mình giữ em bé không à. Dạ. Giống như mình đi giúp việc. Dạ. Lương ổn không chị Hà? Dạ ổn. Bởi vì mình nuôi từ sơ sinh ra. Rồi hiện nay chị Hà ở Tây Ninh là ở nhà mình hay là nhà thuê? Dạ, mình ở nhà chủ. Ở nhà chủ chị luôn hả? Dạ. Ở Tây Ninh chị có nhà không? Dạ có. Ừ. Nhà vợ, các vợ. Chị đi làm việc rồi ở nhà chủ luôn hả? Dạ. Dạ. Lâu lâu mới về nhà lần hay sao? Nuôi em bé rồi mình ngủ với em bé luôn á. Nhà cũng. Rồi chị Hà nè, chị hôm nay chị đến với mảnh ghép yêu thương, mà chị xem mảnh ghép yêu thương lâu chưa? Dạ lâu rồi. Dạ. Rồi chị thấy mảnh ghép yêu thương làm việc như thế nào? Thì thấy chương trình cũng rất là tốt, hợp lý với mình. Để mình tìm. Rồi chị xem những cái video đó, chị có ấn tượng anh nào chưa? Dạ không. Không có ha. Vậy dạ. Là hôm nay chị muốn bày tỏ bản thân mình để cho các anh tự chọn chị hay sao? Dạ đúng rồi. Mình giới thiệu với mảnh ghép là mình cao 1m6. Rồi. Từ 59 đến 60 kg. Rồi. Dạ. Chị cuộc sống hàng ngày điểm yếu điểm mạnh của chị là cái gì? Dạ có gì hả cộng? Cái ưu điểm của chị là cái thế mạnh của chị là cái gì? Mình thì sống hòa đồng, mình rất vui, rất thương người. Nói chung là bản tánh của mình là từ trong cái nôi gia đình của mình nói 1-1-2-2. Mình thấy anh nói chuyện hay đùa giỡn hay là rồi yếu điểm.
áo đồ này nọ là mình không có chấp nhận. Nói sự thật là cũng có lên đôi ba lý thiệt mà nhân viên mình nó không gặp nên giờ mình chọn đây. Rồi hôm nay chị Hà muốn nhờ mảnh ghép yêu thương giúp chị tìm một cái nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Đúng Giờ rồi. bây giờ chị muốn tìm cái anh đó là cái mẫu người như thế nào mới hợp với cuộc sống của chị. Dạ, mình không có kén chọn gì hết á, vì mình chỉ cần tình thương mấy anh thương em mà được rồi. Còn nếu như mình ăn hay là buôn bán hay là bất cứ việc gì mình cũng biết làm. Mình sống mình rất là quý cha mẹ hoặc là con cái. Mình sống mình rất là thương người, nói sự thật thì mình đi ở về nè nhưng mình vẫn là mua gạo mua đồ giúp đỡ cho những người như có hoàn cảnh như mình. Rồi bây giờ chị muốn cái anh đó độ tuổi bao nhiêu? Thì thí dụ như từ từ mà bằng tuổi mình cho đến 70 hoặc là 71, 72 cũng được, không có gì hết. 55 cho tới 70, 71, 72 luôn. Dạ. Chị có thấy quá lớn tuổi không? Dạ không có gì. Lúc đó bộ chị thích chăm sóc người già hả? Trong khi chị mới có 55 tuổi thôi mà chị chọn gì cao dữ vậy? Có thể tụt xuống chút xíu được không? 65, 60 thôi. Nhiều khi cái duyên mình mà cạo kệ nó đi không có sao đâu. À, thôi vậy đi ha. Từ Dạ. từ 55 cho tới 72 luôn ha. Dạ, nhưng mình thấy cái anh mà nói chuyện không, anh quay lên chương trình đó đây mà anh nói câu, anh nói anh rất rất là cần những có người mà để điện thoại cho anh. Chung ra Rồi ít ra thì chị này chị cũng đang đi làm công việc giúp việc nhà cho người ta giữ em bé. Thì chị phải cần cái anh đó có công ăn việc làm gì hay là có cái đồng tiền hưu gì chứ? Không lẽ là cái anh đó không chị không cần thiết gì hết, về chị mua gạo nuôi anh ăn hả? có gì đâu cậu. Dạ. Chị cái công việc của anh đó chị có cần cái anh đó có công việc gì không? Dạ có cũng được, không có cũng được, không có gì Không, hết. chị phải cụ thể rõ ràng lên đây là mình phải minh bạch để các anh Dạ. hiểu và dễ dàng tiếp cận mình hơn. Chứ chị nói Dạ. chung chung vậy rồi cái ảnh tới anh nói sao cái chị này đẹp gái nè mà cũng dễ quá, mình 72 tuổi mình không làm gì hết tới cho bà nuôi, chịu không? Chịu không? Chịu không có gì hết á. N Dạ nuôi luôn hả? nuôi luôn, Trời chỉ ơi, cần biết sao giống buôn mắc bán, mặt quá vậy hả? mình biết làm ăn biết buôn bán mà. Dạ từ nhỏ lớn mình sống trong cái nôi gia đình mình buôn bán, tại khi mà chồng mất tới giờ là mình mới đi ở vậy thôi. Rồi, coi rượu chè sao? Như ảnh Nói về rượu là xạo rượu lắm á, thấy thấy anh nào mà bưng ly rượu là mình muốn xỉu luôn á. đó thì thấy chưa, thì mới nói với chị là mình phải nói cụ thể ra chứ để về Dạ. là mấy mốt cái chung chung dễ không bờ kỳ đó bà lên bà nói dễ quá mà không cần Có làm gì hết, về ngồi uống rượu chơi rồi giờ giờ bà cự tôi thì sao được. thuốc đó thì hút được mà rượu là mình thấy ai mà bưng ly rượu lên là tim mình muốn rớt ra vậy. Nói Vậy chung là là mấy anh uống rượu thì gài số ve đi ha. dạ đúng rồi đó, Mấy hạn chế gặp. mấy anh uống rượu thì thôi chạy xe về đi, đừng gửi xe mất công tốn tiền ha. Dạ Cà phê thuốc lá thì được ha. dạ Ừ. cho pha cho uống đàng hoàng. Mình cũng nói chung ra thì với cảm chứ mình có trách nhiệm với gia đình, có bổn phận với chồng con nhé. Từ nhỏ tới lớn mình không có biết đi ra khỏi cửa, đi chơi bời đi đâu, cà phê với bạn bè với ai, chồng Rồi, biết rồi chị có cửa muốn ảnh có nhà không? thì có cũng tốt, không có cũng được, tại vì nói chung là mình có chồng là mình phải theo chồng rồi đó. Nói chung là Đó thì em mới hỏi chị là chị theo chồng mà ảnh không có làm gì, ảnh không có nhà nữa rồi sống ở đâu? dạ Rồi chị trong khi đó cái đồng lương của chị đi làm việc giúp việc nhà cho ta thì cũng mình chị thì đủ sống đi. Rồi thêm anh đó nữa về nào là tiền nhà trọ rồi tiền điện tiền nước tiền ăn uống chị phải nuôi luôn nữa, ảnh không có làm gì hết.
Rồi chị có gánh nổi không? Chén nước tương dĩa rau là đủ sống rồi em ơi, cũng vui. Nói rồi. Nói như chị vậy rồi ảnh không chịu ăn rau với nước tương rồi sao? Đó thấy chưa, nó khó lắm, cái nào chị phải nói rõ ra chứ mình đừng có nói chung chung như vậy là không có được. Nói chung chung là sau này là có gì là chị khổ, chị là người khổ chứ không ai khổ hết. Dạ. Bây giờ tóm lại là chị muốn cái anh đó đến với chị, là chị đi theo anh đó phải không, hay là anh đó về nhà ở với chị? Đúng rồi, mình đi theo anh đó, mình có chồng là mình đi theo chồng. Thì đó, chị không, bây giờ chị nói là có chồng thì đi theo chồng, mà chị không cần ảnh có gì hết ráo á, rồi đi theo ảnh làm gì? Cái này nó hơi vô lý đúng không? Bây giờ chị ít ra chị cũng phải cần anh đó có công ăn việc làm, không cần giàu sang gì đó, hay là có cái nhà nhỏ nhỏ để hai người chung ra chung vô đó, thì cái đó nó hợp lý. Để chị nói không cần gì hết, rồi cái xong rồi chị nói có chồng mới đi theo chồng, rồi anh không có gì ráo thì đi theo anh ở đâu. Rồi bây giờ chị nói đi, chị cứ bày tỏ bản thân chị hết đi, chị cần thiết ở cái anh đó những cái gì những cái thói hư tật xấu gì đó thì chị không thích, những cái gì cần thiết ở cái cuộc sống hiện tại thì chị cứ nói. Thì mình bày tỏ vậy đó, thí dụ như là uống rượu là dứt khoát là mình không có đồng ý rồi, là một rồi chuyện cũng đâu ra đó, chứ không có giỡn chơi hay là không có nói cà rỡn cái này nọ rồi mình không có thích. Công an việc làm thì sao, nói rõ ràng cụ thể đi. Mình nói thí dụ như anh có cũng được, không có cũng được. Dạ. Trời, nhà sao? Cái nhà đừng có nói có cũng được mà không có cũng được nha. Nhà thì mấy anh chọn mình thì mấy anh có nhà, mình về mình mới sống với mấy anh. Ừ thì đó, vậy thân thà vậy chứ đừng nói cái gì có cũng được rồi không có cũng được. Dễ quá rồi, mốt bà về tôi không có gì cũng được. Rồi lúc đó chị sao nói chuyện với ta? Dạ. Ừ, nó phải rõ ràng lên. Rồi anh với chị được bao nhiêu người con? Dạ. Còn mình có tuổi rồi, ví dụ như mình biết với nhau là được rồi, chứ mình cũng không có muốn đòi hỏi mấy anh là phải làm ra cho rền rang, chỉ đồng tiền cực khổ lắm. Vì em đi ở, em biết cái đồng tiền, em rất quý đồng tiền, cực khổ lắm. Không, ý em hỏi chị á, là hiện nay là chị với anh, ông xã của chị á, là được bao nhiêu người con? Dạ có đứa hả, có đứa con trai nha, cháu nó nay được ba mấy tuổi rồi, cháu có gia đình rồi. Ở riêng hay là ở ngay cái nhà của chị? Ở ngay cái nhà của mình. Thì đương nhiên là chị và anh đó sẽ không về ở trong cái nhà đó được đúng không? Dạ đúng rồi. Chị phải đi theo, nếu mà anh đó có nhà thì chị theo anh đó ở. Dạ. Chị giữ trẻ, chị có biết hát ru trẻ không? Sao chứ cần? Chị giữ em bé, chị có biết hát ru em bé ngủ không? Dạ không. Rồi chị muốn nó ngủ, chị làm sao cho nó ngủ? Dạ có cái máy nhà, bắt điện thoại máy nhạc lên nó cho ngủ. Bây giờ chơi tân tiến ha, chơi máy điện thoại rồi cho nó ngủ không ha? Chứ có gia đình ta khỏi cần điện thoại nữa, cậu ta mua cho mình cái máy lo nhỏ. Để bắt cho bé ngủ à. Nhưng mà chị có biết ru em bé không? Biết. Đâu chị hát một cái câu ru em bé cho quý vị khán giả nghe thử rồi. Hát buồn lắm cậu ơi. Thì hát buồn gì, mình ru em bé ngủ mà buồn gì, ai phụ nữ nào không ru em bé ngủ. Đâu đâu chị nhắc lại những cái câu ru điệu hò gì cho em bé ngủ hồi xưa, mà ông bà xưa mình cũng thường ru đó. Đâu 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 chị ru thử coi. Nay lâu quá rồi chị không có ru nữa, tại vì chị không có hát nữa. Thì bữa nay ru lại nè, ru lại câu hò. Làm đại câu tặng quý vị khán giả đi cho nó hấp dẫn chút. Nhiều khi nhờ cái câu ru đó mà nhiều anh đến với chị thì sao? Rồi mời chị, một chị gái xinh đẹp đến từ Tây Ninh. Cậu thông cảm với chị không có biết hát. Chơi ru thôi mà không hát gì. Ru. Ầu ơ gì đó đâu, ầu ơ gì đó, chị ầu ơ coi. Ầu ơ.
Dí dầu cầu dân đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp nghìn có đi. Con đi, con đi trường học, mẹ đi lấy chồng. Thấy không, con đi trường học thì mẹ đi lấy chồng. Thấy không, phải vậy không? Dạ. Ừ. Rồi chị Du, mà tôi nhớ giống như tôi đang nằm nôi hồi nhỏ vậy. Rồi cảm ơn chị nhắc lại cái tuổi thơ. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ chị còn muốn nói thêm gì nữa không? Dạ được rồi chồng. Cậu có cái lời nào gửi đến các anh mà chuẩn bị đến với cuộc đời chị không? Dạ. Thì bây giờ em chỉ lên biết như vậy. Em chỉ mong mấy anh đến với em, yêu thương em là được đủ rồi. Ừ. Vì em biết buôn bán như vậy. Nhưng mà một điều là anh, mấy anh có đến với em á, thì mấy anh thương em là một hai. Em đều dẫn là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, mấy anh em nói câu là Hà ơi em xách gói theo anh, là điều đó anh thông cảm cho em. Sống nếu mà em thương em thì đó là cái số phận của em, còn mấy anh không thương thì chắc có thể là cái phần của em nó vậy, nên em phải đi ở để em có làm lương. Cho nên em chỉ mong mấy anh thương em thì đừng chê em là người đi giúp việc được rồi. Rồi những cái lời tâm sự chân thật của chị Hà, hy vọng các anh sau khi xem được cái video này, anh nào mà ở cái độ tuổi từ 55 cho tới 72 mà thấy thích hợp với cuộc sống của chị Hà thì hãy nhanh tay lên gọi điện thoại đến số của chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị gặp gỡ với nhau, trao đổi để cùng nhau tìm hiểu coi có đi đến được với nhau hay không. Và cũng chân thành cảm ơn chị Hà đã dành thời gian quý báu của mình để chị em mình tâm sự vui vẻ ngày hôm nay. Cũng không quên cầu chúc cho chị Hà. Muốn gặp mình thì cậu cho mình xin địa chỉ, mình sẽ đến tới chỗ của cậu để mà gặp mấy anh. Dạ. Rồi, rồi. Cũng không quên cầu chúc cho chị Hà sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình là tìm được một cái anh nào đó thích hợp với cuộc sống của chị ha. Dạ, em chỉ mong như vậy thôi, chứ còn như đây thì em cũng chia sẻ với mấy anh như đó cũng đủ rồi. Thôi thì cho mình xin chào cộng đồng mạng. Cho hoàn cảnh của mình, ai cũng như vậy hết. Ai mà nằm trong trường hợp như mình mà chồng ra đi bất ngờ như vậy thì nó cũng rất là một cái nỗi buồn. Chia sẻ, cho nên là cộng đồng thông cảm cho mình. Rồi. Hy vọng là quý vị khán giả, bà con cộng đồng mạng sẽ thông cảm cho cái nỗi lòng của chị Hà, và cũng có những cái lời comment chúc phúc cho chị Hà sớm ngày đạt được cái ước nguyện ha. Xin quý vị cũng giơ cao đánh khẽ giúp cho chị Hà có được một cái hạnh phúc ở cái quãng đời còn lại. Rồi bây giờ trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, xin chào.